Ôi trời, trễ vậy rồi hả ta? Thôi con nốt tập này rồi đi ngủ vậy. Cái gì? Trễ hẹn rồi. Tới giờ họp rồi mà chưa có đủ, nó họp cái kiểu gì đi trời. Thôi chờ thêm xíu đi mà, chứ nó sắp tới rồi đó. A few moments later. Này, dương tới. Finally. Ok, thì bây giờ mọi người đến đủ rồi ha. Ok Dương, hồi nãy là Minh Anh với lại Nguyệt đã nói cho tao nghe về phần bài của nó rồi. Rồi, bây giờ tới lượt mày nha Dương. Bài hả? Bài gì cơ? À, hình như là tao chưa có làm. Tại tao không có thời gian. Hôm trước là tao đã nhắn tin lên group rồi. Hôm nay là deadline để tổng hợp lại bài của cả nhóm. Mình làm ảnh hưởng tới cả nhóm quá. Cứ ngồi bấm điện thoại và coi phim cả ngày như này là không được rồi. Vui lòng hoàn thành. Phải làm gì đó hữu ích hơn thôi. Trước trưa nay, tối tao còn có việc. Ok. Later that night. Ủa, mời like thấy gì vậy trời? Pukki là gì vậy ta? Pukki là một cộng đồng để các bạn trẻ Việt Nam không những cùng nhau chia sẻ niềm đam mê đối với sách mà còn lan tỏa niềm đam mê ấy đến tất cả mọi người xung quanh nhằm nâng cao văn hóa đọc ở Việt Nam. Những dự án của Pukki gồm cuộc thi viết review sách trong 2017, một dự án nổi bật của Pukki là Breakfast, quyên góp sách cho học sinh nghèo, và gần đây nhất là Book Gom, chuyến dịch quyên góp sách cho trẻ em miền Trung trong mùa bão lũ, hợp tác cùng Hành Trình Gom và Book Academy. Wow, hay dữ vậy ta, phải tìm hiểu thêm mới được. Several days later. Meanwhile. Ê tụi mày ơi, hôm bữa tao có đọc một cuốn sách tên là Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh á, nhưng mà của ai ta, quên mất tiêu rồi. Có vẻ anh Ánh gì đúng không ạ? À, Nguyễn Quang Ánh đó. Nguyễn Quang Ánh hả? Tụi mày có lộn không? Phải là Nguyễn Nhật Ánh mới đúng chứ. Đúng rồi. Nguyễn Nhật Ánh chắc phải còn là tác giả của mấy cuốn như là Mất Biết Cái Cô Gái Đến Từ Ngày Hôm Qua đúng không? Đúng rồi. Quang, biết mấy giờ? Hôm bữa tao có đọc bài review về cuốn sách đó trên kia, nên là tao có môn sử, hay lắm, tao thấy cũng hay. Để tao cho tụi mày coi cái fanpage của Đức Tê nhé. Sau khi biết đến Pukki, tôi đã thay đổi. Tôi không còn lười biếng như xưa, tôi đã cảm nhận cuộc sống xung quanh hơn. Pukki đã kết nối tôi với những giá trị nhân văn, giúp tôi bước vào một thế giới của vô vàn kiến thức mà tôi chưa bao giờ được biết đến. Tôi được bạn bè ngưỡng mộ và coi trọng hơn. Sống của tôi giờ đây không chỉ là sống chậm, mà còn là sống ý nghĩa hơn. Nếu mọi người muốn có giải pháp cho cuộc sống tẻ nhạt, buồn chán, vô vị, không có ý nghĩa, là chương trình bắt đầu từ đây sửa đổi như thế nào, thì hãy like và follow fanpage của Pukki nhé. Hãy để bản thân mình trở nên tuyệt vời hơn từ Pukki nhé. Cảm ơn mọi người.